Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thành phố chuyển động, chủ đề gia đình sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển và giữ gìn sức khỏe cho con người. Cơ thể của chúng ta được tạo ra bởi hàng nghìn các tế bào khác nhau và chúng cũng cần những dinh dưỡng khác nhau để luôn luôn khỏe mạnh. Và một trong những dinh dưỡng đó chính là axit béo thiết yếu omega 3. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải ai trong chúng ta cũng có đầy đủ những kiến thức về dinh dưỡng nói chung và về axit béo thiết yếu omega 3 nói riêng. Và chương trình ngày hôm nay muốn được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về vấn đề này. Omega 3 là axit béo thiết yếu rất quan trọng đối với cơ thể. Omega 3 chứa nhiều DHA và EPA, đặc biệt tốt cho trí lực, thị lực và tim mạch. Omega 3 không chỉ hỗ trợ sự phát triển não bộ mà còn giúp làm chậm và ngăn chặn quá trình lão hóa của bộ não, có tác dụng cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được omega 3 mà cần phải bổ sung từ các nguồn thực phẩm giàu omega 3 hàng ngày. Và chương trình muốn được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về omega 3 qua cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Khánh Huyền, xin chào quý khán giả chương trình Thành phố hôm nay. Đầu tiên thì xin được hỏi bác sĩ là omega 3 có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta thưa bác sĩ? Tác dụng chính của omega 3 mà hiện nay khoa học đã nghiên cứu và đã chứng minh rồi là nó có một vai trò rất quan trọng là giúp cho cơ thể của chúng ta phòng ngừa được một số các loại bệnh tật. Và một trong những cái phòng ngừa quan trọng nhất chính là phòng ngừa các bệnh tim mạch. Và hiện nay còn một số các cái nguy cơ bệnh lý khác thuộc loại là các bệnh của thời đại, ví dụ như là bệnh tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ đều có thể phòng ngừa được bằng cách là sử dụng omega 3. Cái mục tiêu thứ hai mà chúng ta quan tâm đến omega 3 chính là omega 3 tham gia vào quá trình hình thành và giúp cho hệ thống thần kinh trung ương có thể hoạt động được tốt nhất. Bên cạnh đó thì còn một cái vai trò đặc biệt của omega 3, đó chính là nó tham gia vào cái quá trình hình thành các cái tế bào ở võng mạc mắt của chúng ta. Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta có thể tìm thấy nguồn omega 3 từ đâu ạ? Chúng ta có thể tìm thấy omega 3 trong tự nhiên từ hai cái nhóm thực phẩm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm cá. Tất cả những cái loại cá nào mà sống ở các cái vùng biển sâu và cá đó nó béo thì nó sẽ có nhiều omega 3. Nhiều nhất gọi là vô địch là cá hồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể kể ra cá tuyết chẳng hạn. Rồi chúng ta kể tiếp là cá ngừ, cá thu, cá mòi, cá trích. Cái nhóm thứ hai cũng giàu omega 3 là các loại hạt có dầu. Tuy nhiên không phải tất cả các loại hạt có nhiều dầu đều có nhiều omega 3. Chúng ta có cái loại hạt có dầu nhiều omega 3 chính là hạt lanh. Tiếp theo là hạt óc chó. Rồi tiếp theo nữa là hạt đậu nành. Có 3 loại hạt này có nhiều omega 3 thôi. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì cái hàm lượng omega 3 mỗi ngày mà cơ thể chúng ta cần phải thu nạp là bao nhiêu? Thực ra thì chúng ta có một cái khuyến nghị chung là mỗi ngày người trưởng thành, tức là người lớn của chúng ta thì sẽ cần dung nạp khoảng 500mg omega 3. Đấy là mục đích của chúng ta, là mục đích cung cấp omega 3 cho nhu cầu cơ thể. Còn nếu mà chúng ta muốn áp dụng cái vai trò của omega 3 trong phòng ngừa sức khỏe thì hiện nay chúng ta có thể ví dụ là Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ, người ta khuyến nghị là người dân nên sử dụng 1000mg omega 3 một ngày thì sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa và giảm thiểu các cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Còn trong trường hợp chúng ta điều trị một số vấn đề như là lúc đầu chúng ta trao đổi thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái liều cao hơn rất là nhiều, vào khoảng 2,7 đến 3g một ngày. Thưa bác sĩ, làm sao chúng ta có thể biết được là cơ thể chúng ta đang thiếu omega 3 để chúng ta bổ sung ạ? Thực ra thì cái biểu hiện của thiếu omega 3 nó không hoàn toàn đặc trưng để chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng vẫn có thể định hướng được để chúng ta nghi ngờ liệu cơ thể của chúng ta có bị thiếu omega 3 hay không. Bằng cách là chúng ta sẽ quan sát nếu da khô, mắt khô hay bị mỏi mắt. Nếu chúng ta hay bị quên mà không có cái lý do thực thể nào đó. Hoặc là chúng ta mệt mỏi. Hoặc là chúng ta bị rối loạn nhịp tim ở các cấp độ khác nhau mà không do những tổn thương thực thể nào. Thì chúng ta có thể suy xét và xem xét xem liệu chừng chúng ta có đang phải là rơi vào tình trạng bị thiếu omega 3 hay không. Thưa quý vị và các bạn, chương trình cũng đã ghi lại ý kiến của một vài vị khán giả thắc mắc về omega 3. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tôi được biết thì dưỡng chất omega 3 rất tốt cho trí não, hỗ trợ thị lực và tốt cho tim mạch. Omega 3 này có rất nhiều trong thịt cá, vì vậy mà tôi hay mua cá thu, cá hồi về để chế biến những món ăn giúp cho tôi và gia đình hỗ trợ thêm nhiều omega 3.
Nhưng mà tôi không hiểu sao khi mà tôi ăn nhiều thịt cá như vậy, tôi vẫn thấy trong người rất là mệt mỏi và có khi làm việc không tập trung, đản trí nữa. Tôi bị dị ứng các loại cá nên trong bữa ăn hàng ngày tôi thường kiêng cử các loại thức ăn được chế biến từ cá. Tôi cũng không biết phải làm sao để có thể bổ sung lượng omega 3 bị thiếu hụt trong cơ thể của mình nữa. Vâng, với hai trường hợp vị khán giả vừa rồi thì bác sĩ có thể giải đáp như thế nào ạ? Bởi vì vị khán giả của ông ta đã quan tâm đến cái việc khuyến nghị là ăn cá, thì hiện nay là các nhà dinh dưỡng có khuyến nghị là một tuần ít nhất chúng ta phải ăn cá 2 lần. Nhưng mà 2 lần này thì cũng phải chú ý là cái lượng cũng phải đủ và cái loại cá cũng quan trọng. Và lưu ý là một cái phần ăn cá để đảm bảo được cái khuyến nghị omega 3 là phải lên đến từ 85 đến 100 gram cho một phần ăn. Và rất có thể là khán giả mới ăn có 2 lần nhưng mà lại ăn cái lượng cá ít hơn so với khuyến nghị, hoặc là chúng ta mua phải loại cá không có nhiều omega 3, cho nên quý khán giả thấy mình vẫn chưa được khỏe lắm, có vẻ như là có các biểu hiện của thiếu omega 3. Đối với vị khán giả đã bị dị ứng với cá thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái ưu tiên lựa chọn tiếp theo, đó chính là lựa chọn các loại hạt có nhiều omega 3. Chúng ta còn một sự lựa chọn nữa để bổ sung omega 3 hàng ngày cho mình, đó chính là chọn các viên bổ sung omega 3. Cuộc sống hiện đại năng động khiến chúng ta không còn nhiều thời gian để quan tâm đến cơ thể và sức khỏe của bản thân và gia đình. Không phải ai cũng có thể đảm bảo được việc cung cấp đủ hàm lượng omega 3 cho cơ thể hàng ngày, nên cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt omega 3 nghiêm trọng. Dấu hiệu dễ nhận biết là sự suy giảm các chức năng quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là suy giảm trí nhớ, thị lực kém hoặc mắc các bệnh về tim mạch. Vì thế, bên cạnh việc chú trọng đưa các nguồn thực phẩm giàu omega 3 vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, chúng ta nên bổ sung thêm viên uống omega 3. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì người tiêu dùng cần phải lưu ý những cái điều gì khi chọn lựa những sản phẩm viên uống có chứa dưỡng chất omega 3 để làm sao có cái công dụng tốt nhất cho sức khỏe? Chắc chắn là chúng ta sẽ chọn lựa nhà sản xuất có uy tín rồi. Điểm thứ hai là phải chọn sản phẩm nó còn ở trong cái hạn sử dụng. Điểm thứ ba, chúng ta biết là omega 3 là một nhóm axit, nhưng mà cái loại axit béo này nó thực chất thì nó gồm có 3 cái loại axit béo ở trong. Loại đầu tiên viết tắt là LA. Loại thứ hai đó là DHA. Và loại thứ ba viết tắt là EPA. Thì LA là nó nằm sẵn ở trong cá, tức là nó từ tự nhiên. Và cái viên omega 3 mà chúng ta mua trên thị trường thì nó bao giờ nó cũng chỉ có 2 thành phần thôi. Một là DHA và 2 là EPA. Vậy chúng ta sẽ xem vào trong cái thành phần của cái viên omega 3. Nếu mà nó có DHA và EPA, cả hai cái này thì mới tốt. Nếu mà chỉ có DHA không thì chưa đạt yêu cầu. Chỉ có EPA thôi cũng không đạt yêu cầu, vừa có hai cái này. Và chúng ta sẽ đối chiếu, chúng ta cũng cần phải chia sẻ thêm một chút. Phần lớn các cái loại cá dùng để tạo ra omega 3 thành viên uống mà chúng ta uống thì nó sống ở cái vùng biển sâu và biển lạnh. Thì ở trong cái lớp biển sâu, ở cái lớp nước mà tương đối sâu thì thường thường nó hay lẫn các kim loại nặng. Vì vậy cái nhà sản xuất uy tín là nhà sản xuất người ta sẽ lựa chọn cái nguồn nguyên liệu là cá ở những cái vùng biển nó trong lành nhất, ít ô nhiễm môi trường nhất, để cái nguy cơ mà nhiễm kim loại nặng một cách tự nhiên vào trong con cá nó bị giảm thiểu tối đa đi. Thì khi chúng ta uống viên omega 3, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Quả thật là hôm nay rất cảm ơn bác sĩ về những thông tin quý giá về omega 3 mà bác sĩ đã truyền tải tới khán giả. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hiểu được tầm quan trọng, vai trò của omega 3 đối với sức khỏe như thế nào. Và ngay từ ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy cân đối thực phẩm ở gia đình mình làm sao để có đủ lượng omega 3 cho toàn thể các thành viên trong gia đình nhé. Còn đến đây thì một lần nữa Khánh Huyền xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp. Xin chào Khánh Huyền, xin chào quý khán giả và chúc quý khán giả có sức khỏe ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống.